cái gầy nó thấy máy quay ấy, nó dương cung nó phản ứng kìa. Đấy, ngầu chưa, có màu tím rất là đẹp luôn, cái màu tím của nó y như cái màu tím của iPhone luôn các bạn, và đặc biệt là chinh xanh ha. Tụi này nó cũng biết mặt chủ rồi nha các bạn, lanh lắm, mỗi lần mà mình ngồi gần mình ngắm nó là nó bò ra nó tương tác với mình ha, ha, hay tương tác với mình không, trừ hai con mắt thôi, còn bộ phận nào nó bị gãy nó cũng mọc lại. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ nói chung mình lên chức rồi các bạn, làm ông chủ vuông tôm rồi đó. Nhưng mà tôm người ta nuôi cả vuông vuông ha. Mình hôm nay sẽ giới thiệu bạn một bộ môn chơi kiển cũng rất là hấp dẫn luôn, mà mình cũng mới thử nghiệm trong vài ngày hôm nay, đó là nuôi tôm cảnh ha, rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ trước khi vô đề thì hít đất một cái. Hello 500 anh em đang coi livestream của Nam Ngô ha. Ây da, hít cái cho tỉnh này, mấy bữa nay đuối quá. Anh em vẫn còn hít đất nha, cố gắng đừng bỏ nha. Chói quá không ta? Lát quay vô cái hồ tôm chói quá. Rồi em test thử rồi. Ok, xin chào anh em nha. Mấy anh em đang coi livestream. Thì hôm bữa mình cũng có livestream bên tiệm tôm cảnh của Minh. Đó, thì cũng có livestream cho bạn coi, cũng có giới thiệu sơ sơ rồi. Thì hôm đó là mình có order cho của Minh một cái set hồ, một cái combo bao gồm hồ, lọc, đèn và tôm, sỏi luôn. Đó, thì bé nó về nhà bữa giờ chắc cũng được gần tuần, mấy ngày ta? Chủ nhật tuần trước, hôm nay là thứ hai, tuần hơn 8 ngày rồi. Đó, thì bé nó về đây, nói chung là buổi tối mình nằm mình ngắm mình thấy rất là thích luôn. Chói quá không? Chói rồi, để anh đóng hạ cửa cuốn xuống. Đóng xuống thì để nắng ở ngoài nó hát vô coi hình nó không có đẹp ha. Rồi, tha giết cái gì cũng tha về nhà luôn. Nước nó chưa có được chưa có đủ cái hệ vi sinh đó các bạn, cho nên là nó còn lợn cợn ha, vài bữa nữa nước nó sẽ đẹp lại. Ở đây nó thấy máy quay nó dương cung nó phản ứng kìa. Thấy ngầu chưa? Ở đây con đang coi livestream, không có biết bạn nào có chơi tôm cảnh thì vào có gì chia sẻ kinh nghiệm theo với mình ha. Đây là một dòng tôm cảnh có màu tím rất là đẹp luôn, cái màu tím của nó y như cái màu tím của iPhone luôn các bạn, và đặc biệt là chinh xanh ha. Thì theo như mình chia sẻ thì cái dòng này người ta cũng chưa có tên cụ thể luôn, mới phát hiện ra, màu tím rất là đẹp luôn mà cũng lành lắm các bạn. Đường cái mình đem về mình chăm sóc á, thì con tôm nó không có trải qua một cái stress gì hết trơn á, về là thích nghi luôn đó. Chỉ có hồ và nước nó chưa có được trong thôi. Lọc gì vậy anh? Cái này là cái lọc thường em, cái lọc đơn giản mua ngoài như 300.000 à. Đây, mà mình chăm tôm rồi mình mới phát hiện ra là tụi này nó cũng biết mặt chủ rồi nha các bạn, lanh lắm, mỗi lần mà mình ngồi gần mình ngắm nó là nó bò ra nó tương tác với mình ha, 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 hay tương tác với mình không. Bạn này em bữa mình đón về là hai củ nha anh em, màu tím rất đẹp và chân xanh, anh em thấy không, hai màu nha, chân xanh trên màu tím à. Hai cái râu nó ngầu chưa kìa, rất là ngầu, tôm dạ quen. Cái gì vi dính nước nữa anh, cái gì ta. Hello em gì Đạt, con này 200k một con này hai củ,
Con này hai củ anh em nha, 2 triệu á. Của em là dòng rồ của Trung Quốc. Anh cũng không rành lắm. Anh chưa có rành tôm nó bao nhiêu dòng xuất xứ ở đâu, nhưng mà thấy con này cái màu tím nó đẹp quá. Cho nên anh đón về luôn. Mà nghe nói nó kích thước lớn nó cũng còn lớn nhiều. Bữa mình nói nhiều ta quên nó tiêu rồi. 20 mấy cm thôi. Chắc cỡ hả? Cỡ gan tay á. Cỡ gan tay á. Thì mình thấy cũng bự á, đẹp. Nên nuôi về mình chơi. Nói chung giá cũng dễ chơi, cái hồ này như 300. Hôm bữa mình phải coi mua cái hồ này 300 nè. Nhớ đăng đáng nha, không nhớ kỹ nha anh em, hồ 300, lọc 300, đèn 200. Nói chung là full set này hình như cỡ 1 triệu, 1 triệu mốt gì đó. Rồi thêm bạn tôm này 2 triệu nữa, có 3 triệu mấy thôi. Con này hôm bữa anh bắt là 2 triệu đó nha. Cái gì? Hạnh ơi, Nguyễn Hạnh. Tôm cảnh em thấy nhỏ bằng ngón tay cái. Con tôm này thì theo như bạn Minh Tôm á giới thiệu với mình thì mình nhớ cũng không biết kỹ nữa, mà nó cỡ gan tay á. Bây giờ con này nó cỡ theo mình phỏng đoán thì chắc nó cỡ 13-14 cm á, chắc nó còn gấp đôi vậy nữa. Con này thì theo bạn Minh chia sẻ thì gốc là Indo ha, gốc nó là gốc của Indo. Nhà Thanh Phong chơi này không được thủy sinh, chơi này không chơi thủy sinh, đúng rồi, chơi này do thủy sinh nó phá hết cây luôn nha. Đạt ơi, cái này là nước ngọt hay mặn? Cái này là nước ngọt bạn ơi, nó rất là trâu luôn, rất là khỏe luôn. Bữa mình lấy về xong mình xài nước máy luôn á, mình xài nước máy luôn, mình đổ vô mình lọc luôn thì bé nó vẫn khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì hết. Con này bữa anh bắt là 2 triệu đó em ơi. Boy. Tôm có mình Minh Tôm có tôm 100 không chú? Có. Bữa chú có giới thiệu có mấy con nó có 80 à, 60, 80 à. Em chuyển khoản anh 2 triệu anh đem hấp cho em coi nha Rimmer ơi. Nhẫn hoài. đột vỏ mỏng gì đó. Này nước mới em ơi, nước mới nó chưa có đủ cái hệ vi sinh, đâm ra là nó chưa có trong nha. Mèo ú và tuổi thơ dòng rồ có 4 màu đỏ trắng xanh dương và nâu. Ok anh em thì thấy cũng nhiều anh em chưa có biết tới cái dòng tôm cảnh này á, thì mình cũng giới thiệu sơ sơ cho anh em nha. Thì đầu tiên á là mình nói về cái độ khỏe của cái dòng tôm này. Thì theo mình để ý và theo bạn Minh chia sẻ và mình cũng nuôi được khoảng 8 ngày nay thì mình thấy nó rất là trâu luôn, nó rất là trâu luôn. Nó không hề bị stress sau khi mà về nhà mới, cũng như là nó khá là dễ chịu trong vấn đề mà môi trường sống, nước. Thì thứ nhất hồi nãy mình mới vừa nói á, nước này bữa mình về là mình cũng thay nước máy luôn, mình lấy nước máy luôn chứ không cần phải nước gì phức tạp cả. Và trang thiết bị trong hồ á thì các bạn thấy rất là đơn giản, cái lọc này một cái lọc rất là đơn giản, có thể mua ở ngoài thị trường chỉ có vài trăm ngàn thôi ha. Một cái lọc treo thì cái này hút lên, cái này xả nước ra và tạo thành giống như là thác để nó oxy. Nuôi tôm thì các bạn cần lọc nè, cần oxy nè. Còn mình xài cái này thì nó nhiễu nước xuống, nó thành thác thì nó cũng bơm oxy cho tôm luôn. Thì nó cần cái này thôi. Đèn đối với tôm không quan trọng ha. Có nghĩa là cái ánh sáng nó không có cái chức năng gì cho cái việc phát triển của con tôm cả. Cái này là dành cho người chơi thôi, dành cho mình thôi. Thấy sáng sủa đẹp đẽ thôi ha. Cái đèn không thực sự quan trọng nè. Tại vì nó con tôm nó cần oxy là do nó sống dưới đáy các bạn. Nó không có ngồi lên nó thở, cho nên là mình phải sục cái oxy vô trong nước này đó. Thì rất là đơn giản, một cái hồ, một cái lọc là cái điều quan trọng nhất. Cái đèn này là dành cho mình nè. Cái đèn này nó không có tác dụng gì với con tôm cả, nó chỉ giúp cho mình nhìn ngắm nó đẹp thôi. Chúng ta lót nền, cái nền này hôm bữa là mình nói là cái này gọi là gì đó, sỏi thái đó. Thì mình cũng lót ít ít thôi chứ không lót quá dày ha. Lót quá dày nó sẽ tạo thành một cái ổ vi trùng, nó dễ bị nấm đồ này nọ thứ ký sinh đồ đó. Thì mình đổ mỏng thôi. Thì ngoài ra để mà trong hồ nó còn có cây, một cái cây lũa nữa,
Thì hồi nãy mình lấy ra, do con tôm thì nó hay rút dưới đây, thì mình quay hình nó không đẹp cho nên mình mới lấy ra. Thì chính vì mình lấy ra cho nên nó cũng xáo động chút xíu, để cho thì cái nước nó bị đục à, anh em thông cảm nha. Thì trong hồ sẽ có một cái cây lũa để nó bò, nó bò tới lui à, nó cũng rất là năng động, nó thích bò tới lui lắm. Đồng thời cái này cũng rất là quan trọng, tại vì nó sẽ giúp cho con tôm nó cảm thấy thoải mái hơn, an toàn hơn. Đó, đây là cái hang, cái nhà của nó. Thì khi nó ngủ nó sẽ chui vô đây à, con tôm khi nó ngủ nó sẽ chui vô đây để nó ngủ ha. Đó, thì mình cũng vừa lấy ra luôn để mình quay clip cho anh em coi, xong rồi lát mình bỏ vô lại. Đó, thì cái yêu cầu của con tôm thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Máy lọc, có oxy, nước không quan trọng lắm à, nhưng mà khoảng 2 tuần các bạn sẽ thay nước một lần. Nước sạch thì con tôm nó khỏe mạnh hơn. Đó, và tôm là một cái loài nó sẽ lột vỏ nha anh em. Hôm bữa kế hoạch của mình lên á, nói chung mình nuôi gì mình cũng thích nuôi theo cặp hết trơn á. Thì hôm bữa mình tính bắt một cặp giống vậy luôn, nhỏ hơn. Nhưng mà mình nói là nó trong quá trình nó lớn thì nó sẽ lột cái xác ra. Thì cái con lột xác nó sẽ rất là yếu và mềm, nó sẽ bị cái con còn lại ăn. Cho nên nếu anh nuôi theo cặp á, thì anh canh nó lột xác anh phải bắt nó ra riêng, hoặc là bắt cái con kia ra để tránh ăn thịt nhau. Mình nói thôi vậy không được rồi, công việc anh lu bu lắm, anh đi suốt à. Cho nên là thôi để nuôi solo một bé thôi. Chứ còn nuôi hai con là sợ nhiều khi mình không có nhà nó lột, mình không biết cái nó cắn thì tội nghiệp lắm. Cho nên là cuối cùng mình chọn nuôi một bé thôi. Và bé này là bé đực nha. Con này là con trống. Con trống thì hôm bữa để nói phân biệt sao với con cái của người ta. Càng. À, cái càng bự nữa. Hình như càng có cái sọc đây quá. À, con đực á các bạn, con đực á thì thứ nhất là cái càng nó hình như cũng có to hơn thì phải á, để confirm lại coi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn thấy cái càng của nó, em chỉ vô cái càng của nó ngay chỗ cái giống như cái chỗ cùi chỏ của nó vậy đó. Nó có một cái đường trắng. Đó, thì con đó là con đực. Anh em nào mà nuôi tôm mà biết hơn á thì có thể nếu mình nói không đúng thì confirm lại nha. Tại này con này mình cũng mới tìm hiểu thôi. Và hôm bữa mình đi chia sẻ nhiều khi mình nhớ lộn. Đó, con đực thì cái càng của nó ngay chỗ đó nó có cái sọc màu trắng, có cái đường màu trắng thì nó là con đực. Đó, thì mình chọn cái bé này á, là mình thấy càng nó to nè, râu nó dài nè, nhiều con râu nó ngắn hơn thì nó không đẹp bằng, nó không ngầu bằng. Còn hai cái râu này nó dài, nó rất là lanh. Và điều đặc biệt của tôm á là trừ hai con mắt thôi, còn bộ phận nào nó bị gãy nó cũng mọc lại, đúng không ta? Đúng rồi, càng cũng mới mọc lại nhưng mà sẽ không đẹp, nhỏ, trừ hai con mắt ra thôi. Đó, thì nó rất là dễ chăm anh em. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em là hai cái sản phẩm này để chăm sóc bé ha, rất là đơn giản. Đây thì giống như nãy mình nói á, để mua được cái bộ này như mình á thì khoảng 3 triệu, cái hồ 300 nè, cái lọc 300, cái đèn 200 là hết 800 rồi. Rồi sỏi chắc cỡ 100 ngàn, nó là 900. Con tôm 2 triệu là 2 triệu 9. Đơn giản là vậy thôi, cây lũa nữa. À, còn thêm cái này nữa chứ, cây lũa này khoảng 100 ngàn. Cái này chắc khoảng 50 gì đó. Thì nói chung là khoảng nguyên cái hồ trang thiết bị đầy đủ là 1 triệu. Con tôm thêm 2 triệu nữa là 3 triệu. Đó, rồi cái sản phẩm này thì bữa cũng của mình bên shop của mình làm sản xuất luôn. Đây là cái khoáng. Cái khoáng chăm cho cái hồ. Ha. Thì cái khoáng này sẽ giúp cho bé nó có khoáng, nó lột da tốt, nó khỏe mạnh với nó. Đây là cái chai khoáng. Để anh em chăm vô hồ nước. Thì cái này á, là 2 tuần thì mình sẽ thay nước một lần. Mình thay khoảng 30% hồ thôi. Đó, rồi mình kiểm tra coi cái lượng khoáng nó đủ hay không thì mình bù. Cũng cho cái ống hút sẵn luôn trong cái chai này. Cái này cũng của bạn Minh Tôm bán luôn. Thì trong cái bộ này nó có cái ống hút cho anh em luôn, rất là tiện lợi ha. Trên cái này thì nó có những cái nấc của cái gì gọi là cái lượng đó, rất là dễ sử dụng. Để mình coi như là để mình thấy nè, 1 ml này cho 30 lít nước nha anh em. 1 ml này cho 30 lít nước. Mình chăm vô, mình chăm thiếu á thì không sao, nhưng mà chăm dư là con tôm nó mệt nha anh em, có thể đi bụi nha. Thì anh em lưu ý cái chỗ này.
Có nhiều anh em có cái quan điểm cái gì cũng là thuốc bổ hết trơn á, chăm càng nhiều càng tốt, thì cái quan điểm đó là sai lầm ha. Cái gì cũng tốt nhưng mà nếu mà nó dính với từ quá là nó đều xấu hết nha anh em, đừng có quá, đừng có lố. Rồi còn đây là cái thức ăn cho tôm, rất là đơn giản luôn. Không cần cho ăn mồi sống, không cần cho ăn mồi sống, không cần cho ăn tôm tép gì hết trơn á, mất công. Vừa phải mất công mua rồi bảo quản rồi phân ra, rồi chưa kể là nó sẽ làm dơ nước, rồi có một số bạn thì thấy tội nghiệp nên là không cho ăn gì nọ. Cho nên là nuôi tôm này sướng cái là cái đồ ăn của nó là đồ ăn khô đó. Cái đồ ăn khô nó dạng cám như thế này nè đó. Thì như bé này á, một ngày á mình sẽ cho ăn 2 cử, và 1 cử á thì mình cho khoảng 2 thanh như thế này, mình bẻ nhỏ ra, bẻ đôi bẻ ba ra, mình quăng vô hồ là bé nó sẽ ăn thôi đó. Thì trong này cũng có thành phần, ở trong này là có 50% là tép tươi nè, 30% là cám nền nè, 20% là lá dâu tầm nè, rồi nó sẽ tích hợp vitamin, khoáng đó, và những cái phụ gia cần thiết cho tôm đó. Bảo quản thì để dùng được lâu, bạn lấy gói hút ẩm ra và cho cám này vào ngăn đông tủ lạnh, vì cám không có chứa chất bảo quản. Cho vô ngăn đông tủ lạnh nhưng mà mình thấy chắc cũng không cần thiết đâu, cứ để đây thôi, cho ăn thôi. Thì cái nhiệt độ nuôi tốt nhất của nó là nó rơi vào tầm khoảng 28 độ là nó sẽ ok cho bé nó ha. Nói chung là mát hơn thì nó ok hơn, nhưng mà nó có thể thuần, có nghĩa là cái môi trường sống nó có thể là nó mát hơn, nhưng mà chúng ta có thể thuần nó nuôi ở cái điều kiện nó nóng hơn, thì các bạn tôm này bắt đầu thích nghi rồi, sống rất là thoải mái nè. Tính nói gì nữa ta. Rồi thì mình thấy đây là một cái bộ môn nó phát triển cũng tương đối lâu rồi các bạn, chứ không phải mà mới đây đâu, nhưng mà nó mới cập nhật một số cái dòng tôm mới rất là đẹp đó. Thì cái bạn trước mặt của cái bé trước mặt của các bạn có màu tím rất là đẹp luôn, 2 cái càng to đó, và nó rất là trâu, rất là khỏe. Và mình cũng thay đổi quan điểm từ khi mình có cái hồ tôm này, là mình thấy mấy con tôm nó giống như là nó có cảm xúc nha các bạn, nó biết nhận dạng chứ không phải là nó vô chi vô giác ha. Đừng có nghĩ là mình cũng hay chửi nhau đầu tôm nhưng mà con tôm này nó biết tương tác với mình nha các bạn. Nó thấy mỗi lần mà nó thấy mình lại ngồi đây chơi là nó ra nó chơi với mình á, chứ không phải là nó vô chi vô giác không biết gì đâu. Nó ảnh lại anh cũng sừng cồ rồi các kiểu. Đây là cái thức ăn nè các bạn, cái thức ăn mình thả vô trong hồ nè đó. Mình thả vô trong hồ thì nó để về tôm nó sẽ ăn từ từ thôi. Cái càng này á, khi mà nó gãy nó vẫn mọc lại nha các bạn. Tuy nhiên á, là cái càng nó mọc ra nó sẽ nhỏ và nó không đẹp được như chị vậy đâu. Nó không đẹp giống vậy được đâu. Nó giống như cái đuôi con igu vậy đó, đứt thì mọc lại, nhưng mà tất nhiên là cái đuôi mới nó sẽ không có đẹp được như là cái đuôi zin rồi đó. Tay chân gì đều có thể mọc lại hết, râu cũng có thể mọc lại luôn đó, râu nó cũng mọc lại luôn, chỉ có 2 con mắt là không mọc lại thôi đó. Màu cái 2 cái chân, mấy cái chân nó màu xanh nó lanh lắm. Đây nè các bạn, nãy mình nói chỗ này nè, con đực thì cái chỗ này nó sẽ màu trắng nha đó. Con đực thì chỗ này nó sẽ màu trắng nè. Buổi tối á, khi mình đi làm về mệt á, mình nằm mình ngồi ở đây mình nghỉ ngơi, mình ngắm nó cũng rất là thú vị. Đồng thời các bạn biết gì không, cái giải pháp mà giúp cho chúng ta cảm giác như nó buông được những cái mệt mỏi xuống á, đó chính là cái tiếng nước nè. Cái tiếng nước nó róc rách nè. Mình nằm mình ngắm nó bò tới bò lui, nó ăn và nghe cái tiếng nước róc rách thì giống như mình buông được xuống những cái mệt mỏi của một ngày lao động xuống, refresh lại cơ thể, rất là thích luôn. Không biết bé này nó có sắp lột hay không, mình thấy nó cũng lăn xăng, để bữa nào nó lột thì mình sẽ quay clip cho các bạn coi nha. Nó cũng lành. Đây mình sẽ bỏ đồ ăn vô cho các bạn coi. Đồ ăn thì mình cho nó ăn á, thì mình cứ thả vô hồ thôi, là tự đó nó sẽ mò tới nó ăn.
Dù giờ mình lấy ra một thanh đi, mình bẻ nhỏ ra thành từng khúc từng khúc. Mình bẻ nhỏ ra từng khúc chút, xong mình thả vô hồ thôi. Rồi là tự động nó sẽ đi kiếm nó ăn. Thì con tôm các bạn thấy là đồ ăn nó sẽ chìm xuống dưới đáy ha, thì nó cũng sẽ bò vòng vòng ở dưới đáy và nó sẽ thấy được cái đồ ăn đó nó ăn. Thì mình thấy cái bộ môn này nó cũng khá là hấp dẫn á, dễ coi như là dễ chơi, không có đòi hỏi quá nhiều đầu tư vào trang thiết bị. Nước nôi thì nó cũng dễ chịu nữa, nó không có đòi hỏi cao về độ pH hay là những cái chỉ số phức tạp rồi này nọ. Và thậm chí là bữa mình giống như mình có nói là mình đem về là mình, tại mình cũng có hỏi ý kiến của Minh trước rồi, thì Minh nói xài nước máy luôn cũng ok anh ơi, không vấn đề hết. Thì rõ ràng là mình về mình châm nước máy vô thì bé nó vẫn khỏe mạnh, coi như là sung liền luôn chứ không có bị xì chết hay là vấn đề gì cả. Mình thấy cũng thoải mái, hài lòng, nói chung nó nhẹ nhàng. Chơi bộ môn nào nó phức tạp quá thì người ta sẽ bị kích thích vì người ta muốn chinh phục nó, nhưng mà đồng thời cũng mệt lắm các bạn. Thì có những bộ môn nó đơn giản là nó dễ chăm sóc, nó đơn giản thì người chơi người ta sẽ có nhiều thời gian để thưởng thức hơn. Anh thấy đây cái cùi chỏ này nó có cái khớp này chỗ này nó bị sậm màu quá, để gì để có gì chụp hình lại hỏi bạn Minh rồi làm gì sung dữ vậy. Nè cái khớp bên tay này nè, sung ra không, nó hơi vàng vàng này, không biết có phải là vấn đề gì không. Cái khớp bên kia nó màu trắng ha, còn cái khớp bên này nó hơi vàng vàng đỏ đỏ nè, không biết là bị gì hay là sao đó. Con mắt của nó màu tím luôn nha các bạn, nhìn kỹ mắt nó màu tím luôn. Đó, mắt nó màu tím luôn á. Có anh em nào có câu hỏi gì về dòng tôm này không thì anh em có thể nhắn tin nha, mình sẽ trả lời trong cái phạm vi hiểu biết của mình. Không giống như tép. Tôm nó không giống như tép, tép phức tạp quá em ơi, anh thấy tép khó chơi quá. Không phải là khó chơi, nếu mà có thời gian đầu tư vô thì chơi, còn ai mà bận bịu á thì chơi tôm đi, tôm nó dễ chịu hơn. Chơi tua đi anh. Em sạch Minh Tôm là ra nha, Nguyễn Đức Minh mở ngoặc Minh Tôm là ra. Đúng rồi, tôm cảnh em ơi. Nuôi tôm hùm làm cảnh sợ nuôi không thọ quá. Nuôi tôm hùm chắc không thọ quá. Rồi ok. Có anh em nào có đặt câu hỏi gì thì hỏi nha. Thôi bây giờ mình sẽ quăng cái cây lũa và cái hang vô để anh em nhìn tổng thể một cái hồ nuôi tôm nó sẽ như thế nào ha. Cũng không có, không quá cầu kỳ, đơn giản thôi. Thì cái mục đích của cái cây lũa này là để cho em nó leo trèo vậy thôi. Em nó sẽ bò leo trèo, còn cái hang này để chui vô ngủ. Rồi đó, thì một cái hồ nuôi tôm này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Bé nó cần một gốc cây để nó leo trèo, thì nó sống ở dưới giống như lòng sông rồi mà. Ở dưới lòng sông thì có những cái khúc cây lũa đồ này nọ thứ, thì mình tạo cái môi trường nó gần giống như là trong tự nhiên cho em nó thoải mái. Các bạn lưu ý là cái nền này chúng ta cũng đừng rải quá nhiều nha. Mình cũng đang thắc mắc là không biết mình có rải nhiều quá hay không nè, nhưng mà nó cũng không có gọi là kín hết, nó cũng có chỗ nó không có. Cái đèn này nó không có chức năng gì giúp cho con tôm nó phát triển màu hay gì hết nha các bạn. Nó chỉ làm sáng cho mình coi thôi, cho mình sáng sủa mình ngắm thôi. Mình cũng đang chờ coi nó lột sẽ như thế nào, mình cũng chưa thấy con tôm nó lột như thế nào luôn. Đây là trải nghiệm lần đầu luôn. Đó. Ok các bạn, thì giới thiệu với các bạn một
một cái bộ môn gọi là giải trí lành mạnh, chăm sóc nó rất là nhàn, cực kỳ nhàn, không phải làm gì cả. 2 tuần thì thay nước một lần thì cũng không hao điện gì hết. Cái đèn này là đèn led, còn cái máy này là cái máy bơm nhỏ thôi, không có tốn kém gì cả, không có tốn thời gian chăm sóc hay cái gì cả. Ngày cho ăn 2 lần, thậm chí là 1 lần cũng được. Thì chỉ đơn giản là cái mở cái máy lọc chạy 24/24, rồi các bạn cứ đi làm về, tối các bạn mệt mỏi thì ngồi xuống uống ly nước cam, ly cà phê gì đó, ngắm tụi nó, nghe tiếng nước chảy róc rách cũng rất là relax luôn, mà không có tốn kém. 3 triệu là có một cái không gian để relax thôi ha. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu về tôm cảnh cũng như là muốn mua thì các bạn có thể lên trên mạng xã hội và search Nguyễn Đức Minh, mở ngoặc ra Minh Tôm, thì sẽ thấy được cái profile của bạn đó. Thì bạn đó sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn về những cái dòng tôm khác nhau, có nhiều mẫu cho các bạn coi. Cũng như là có thể hình như là có bán gọi là cái gì, combo nguyên set hồ đồ này nọ, các bạn có thể tìm ở đó luôn và ship được toàn quốc luôn nha anh em. Đây chạy ra nữa nè, em thấy cái con tôm này trên cái mình ngay chỗ cái cổ nè, cái màu tím của nó có hột bong bong nha, chứ không phải là màu tím trơn đó, nó có bong bong á. Rồi ok anh em, nếu anh em nào có hứng thú thì cứ lên sạch ha, còn không biết thì comment bên dưới, mình sẽ gửi cho anh em cái thông tin của cái bạn chủ shop. Nhưng mà dễ lắm, anh em cứ lên anh em sạch là Nguyễn Đức Minh, mở ngoặc ra Minh Tôm, chui vô hang á, chui vô hang đi ngủ. Ok, sạch Nguyễn Đức Minh, mở ngoặc ra Minh Tôm là sẽ ra được cái profile của cái bạn chủ shop đó, thì anh em có thể làm việc trực tiếp ha. Đi ngủ rồi, nó đã đi ngủ. Chắc mình cũng lên đường luôn quá, mình cũng đuối quá. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ nha. Bye bye.